Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. 6 biện pháp giải tỏa căng thẳng trong công việc dành cho những ai bận rộn, bài học cuộc sống phát triển cá nhân. Bất kỳ một công việc nào cũng đều có thể mang đến những căng thẳng cho bạn hàng ngày. Có căng thẳng thì mới có những giây phút thành công, vậy nên bạn đừng quá sợ hãi khi gặp căng thẳng, mà hãy nhẹ nhàng vượt qua chúng bằng những biện pháp sau. Tránh xa cà phê. Nhiều người thường có thói quen uống cà phê khi gặp căng thẳng nhằm khắc phục chúng, nhưng thực ra đây là cách làm phản tác dụng. Cà phê đem đến cho bạn hưng phấn tạm thời và sự tỉnh táo tạm thời, nhưng rồi lại khiến cho bạn căng thẳng nhiều hơn. Hãy thay đổi thói quen không tốt này và bạn sẽ nhận lại được nhiều kết quả tốt hơn bạn nghĩ đó. Quan tâm đến bản thân nhiều hơn. Chúng ta nhiều khi quá mải miết với công việc mà quên đi việc chăm sóc bản thân mình. Điều này khiến tình trạng căng thẳng của bạn ngày càng trở nên nặng hơn. Bạn nên nhớ rằng một cuộc sống thành công và hạnh phúc không phải là một cuộc sống chỉ có công việc và công việc. Hãy cố gắng dành thời gian nhiều nhất có thể để chăm sóc bản thân mình, thư giãn, đi chơi, hoặc đi ăn những món ăn mình yêu thích, hoặc đơn giản là bạn có thêm thời gian để ngủ nghỉ. Giải lao tại chỗ, hít thở sâu và nhắm mắt thư giãn tại chỗ làm việc khoảng 5 phút cứ một tiếng một lần cũng sẽ giúp bạn giảm thiểu căng thẳng trong quá trình làm việc. Nếu không có nhiều thời gian, Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Để nghỉ ngơi sau mỗi giờ làm việc thì bạn hãy tận dụng những giấc nghỉ ngắn ngay trong thời gian làm việc. Điều này vô cùng hiệu quả. Xem lại những thành tích đã đạt được, hãy nghĩ lại những kết quả tốt đẹp mà bạn đã gặt hái được trước đây từ những ngày tháng bận rộn. Bạn sẽ cảm thấy có thêm rất nhiều động lực để thực hiện công việc hiện tại. Những khoảnh khắc của thành công sẽ nâng đỡ những cảm giác căng thẳng, mệt mỏi hiện tại của bạn, giúp bạn giảm áp lực. Những khó khăn này chỉ là tạm thời mà thôi. Check email đúng thời điểm, bạn không nên lãng phí quá nhiều thời gian vào email. Nếu bạn mất quá nhiều thời gian vào việc check mail, gửi mail thì bạn sẽ khó tập trung hơn vào công việc. Khi sự tập trung bị gián đoạn do bạn bị phân tán vào email, bạn sẽ khó quay trở lại tập trung vào công việc đang còn dang dở. Vậy nên, hãy dành thời gian nhất định trong ngày để check mail. Đừng check mail bất cứ khi nào bạn chợt nhớ ra, không thức quá khuya. Thức quá khuya khiến bạn cảm thấy thiếu ngủ và mệt mỏi vào ngày làm việc hôm sau. Điều này càng khiến bạn đau đầu và căng thẳng, hiệu suất làm việc cũng giảm đi đáng kể. Hãy cố gắng hoàn thành công việc sớm và ngủ sớm nhất có thể, hạn chế sử dụng điện thoại vào ban đêm. Bạn cũng có thể áp dụng cách ngủ sớm dậy sớm để có thêm thời gian làm việc vào buổi sáng. Việc làm này hiệu quả tương đối tốt với những người phù hợp. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn.